Mẫn Mẫn đã rinh về được một em tôm hùm sen nặng hơn 1,8 kg trị giá 3.030.000. Hồi ơi, tao nói hồi đợt lúc mà Mẫn đi săn lùng mấy cái em tôm hùm khổng lồ đủ loại á, thì kiếm hoài cái em tôm hùm sen này đâu có đâu. Bỏ cuộc cũng lâu rồi đó, mà tự nhiên nay bên bán hải sản người ta liên hệ, người ta nói mới gom được một cái lô tôm hùm sen nặng 1 kg mấy, gần 2 kg cơ mà. Thế là Mẫn hốt liền một em, Mẫn nói cân cho Mẫn cái em nào bự nhất. Mà cả nhà có phải công nhận là trong những cái loại tôm hùm mà ở biển Việt Nam mình có, thì cái tôm hùm sen này là cái con tôm hùm mà có cái hoa văn kỳ lạ nhất luôn á. Cái sừng á thì có màu hồng nhạt pha chấm đen, còn cái đầu á thì màu vàng pha màu xanh, rồi có thêm hoa văn màu đen ha. Còn cái người thì màu xanh thêm sọc trắng sọc đen. Mấy cái vây mà để bơi được đó cũng hoa văn, nhìn rất là lạ luôn. Tôm hùm sen này thì người ta báo giá cho Mẫn là 1.650.000 một ký, mà cái em này là nặng 1,840 kg, tổng là 3.030.000 cho cái em này. Mà bây giờ cái tôm hùm này nên làm cái món gì ngon, cả nhà gợi ý cho Mẫn nghe. Cái này là lần đầu Mẫn mua được tôm hùm sen size bự vậy thôi, chứ hồi đợt Mẫn đi ra Côn Đảo Mẫn cũng đã ăn tôm hùm sen rồi, mà ăn mấy bé nhỏ 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 không mà, cỡ tầm nửa ký một con, mấy trăm gram một con vậy đó. Mà cái tôm hùm này nè, khi nấu chín lên nhìn cái vỏ vẫn rất là đẹp nghe. Sẵn tôi tổng hợp lại luôn những cái loại tôm hùm mà tôi đã ăn ha, ngoài tôm hùm sen ra thì chúng ta có tôm hùm tre. Tôm hùm tre thì nó ít hoa văn hơn và cái màu xanh của nó cũng nhã nhặn hơn. Còn cái này là tôm hùm đỏ baby nè, mấy em tôm hùm này cũng màu sắc lòe loẹt dữ lắm luôn, mà nhỏ xíu vậy đó. Mấy cái loại tôm hùm tre, tôm hùm sen với lại tôm hùm đỏ baby này là Mẫn ăn ở ngoài Côn Đảo không, tự nhiên lâu lâu đi ra Côn Đảo cái mình thấy có cái loại tôm hùm mới à. Nhưng mà nói về tôm hùm Việt Nam thì Verdes vẫn luôn luôn là tôm hùm bông nha. Đây cái tôm hùm này là nặng 2 kg nè. Đợt muốn mua là chưa vô mùa hay sao mắc giả mang luôn. Con tôm đó là 8 triệu mấy, còn 2 kg đó. Con 2 kg đó bự về quay qua cái con này là 3,1 kg, trời ơi nhìn khác bọt hẳn luôn thấy không. Cái con 3 kg này là Mẫn mua hơn 12 triệu á. Ngoài tôm hùm Việt Nam ra thì Mẫn cũng đã có mua tôm hùm Nhật về để ăn thử. Nhiều bạn nói nhìn cái con tôm hùm này nó giống như tôm hùm Úc, nhưng mà Mẫn để ý á thì mấy cái vây bơi của nó thì sẽ có màu đen nè, ngoài ra cái sừng của nó thì ở cái chóp nó sẽ là màu đỏ. Còn cái con tôm hùm Úc mà Mẫn từng ăn thì cái sừng của nó cái chóp màu đen, và ngoài ra mấy cái vây bơi của nó thì là cái màu đỏ hoặc là màu cam cam bình thường chứ không có màu đen. Thì Mẫn để ý thấy nó khác biệt vậy á, chứ Mẫn không biết làm sao nữa. Con này là tôm hùm Đông Úc nè. Tôm hùm Đông Úc này là cái tôm hùm loại mới, cũng mới du nhập về Việt Nam mấy tháng gần đây thôi he, nên là nó khác biệt hoàn toàn luôn. Đặc biệt là lúc hấp chín lên nó cái màu cái vỏ nó rất là đẹp, nhìn y như cái bánh kem. Nãy giờ là mấy cái con tôm hùm không có càng, còn cái này là con tôm hùm có càng ha, tôm hùm Canada. Rồi vậy không biết còn cái loại tôm hùm nào độc lạ khác nữa không, cả nhà gợi ý cho Mẫn biết chứ nghe.